Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn model laptop của Dell. Đó là Dell Vostro 15-3568. Với sản phẩm Dell Vostro 15-3568-7200U, đây là phiên bản máy tính xách tay tích hợp chip xử lý Core i5 thế hệ thứ 7 mới nhất KabyLake cùng card đồ họa gời AMD 2GB. Chip xử lý Core i5 thế hệ mới nhất hiện nay bằng việc trang bị chip xử lý thế hệ thứ 5 KabyLake sẽ giúp máy có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ hơn, hiệu quả và cho khả năng tiết kiệm năng lượng tốt nhất. Máy cũng phù hợp để các bạn giải trí các game có cấu hình nặng. Với RAM sẵn 4GB và có thể nâng cấp lên tối đa 16GB, ổ cứng lớn, dung lượng 1TB, thoải mái lưu trữ dữ liệu, thoải mái chỉnh cấu hình game để hình ảnh trở nên mượt mà. Nhờ vào card đồ họa gời AMD Radeon M5 M420 sẽ cho bạn không gian làm việc cùng giải trí yêu cầu đồ họa một cách mượt mà. Tính năng khác, màn hình lớn 15.6 inch, bàn phím đầy đủ cụm phím số, thuận tiện cho những bạn hay làm việc với con số như giáo viên, kế toán, nhân viên nhập liệu. Tăng không gian giải trí sống động với công nghệ âm thanh trên tiếng Max Audio, touchpad đa cách, sử dụng thông minh. Với model Dell Vostro 15-3568 khi mua tại Mỹ Tho Laptop, các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng, phần mềm lẫn phần cứng, hỗ trợ kỹ thuật trước, trong và sau bảo hành chu đáo. Các bạn có nhu cầu xem thêm các dòng sản phẩm laptop khác, vui lòng truy cập trang chủ mytholaptop.vn hoặc inbox trực tiếp fanpage Mỹ Tho Laptop.